Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 7 đến 1 tháng 8. Hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Dendias trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam luôn lưu giữ những tình cảm tốt đẹp cùng sự giúp đỡ quý báu của Hy Lạp dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hai nền kinh tế đứng trước những cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như giáo dục đào tạo, vận tải biển, quốc phòng, lao động, nông nghiệp, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikolaos Dendias bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hy Lạp tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng Dendias khẳng định Hy Lạp coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp tiếp tục khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Hy Lạp đã quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Hy Lạp ổn định cuộc sống và hội nhập tốt với xã hội Hy Lạp, nhất là trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Hoan nghênh đề xuất của Hy Lạp về việc xây dựng tượng đài, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp. Cũng trong chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về tăng trưởng tích cực kim ngạch thương mại hai nước, mong muốn Hy Lạp tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Hy Lạp, EU và đề nghị doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, EVIPA nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư hướng tới mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí trong thời gian qua. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành hai nước phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm ký kết Hiệp định Vận tải biển và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Hy Lạp nhằm thúc đẩy hợp tác vận tải biển, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng. Thủ tướng đánh giá cao Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên trong EU phê chuẩn EVIPA và đề nghị Hy Lạp thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc, đóng góp cho sự phát triển của hai nước và quan hệ hai bên. Bộ trưởng Ngoại giao Nikolaos Dendias bày tỏ ấn tượng với lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của Việt Nam, chúc mừng những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cán cân lớn, phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, khẳng định Hy Lạp luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Khẳng định ủng hộ mạnh mẽ lập trường của Việt Nam cũng như nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, hàng hải, giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp thông báo và Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đề xuất của Hy Lạp về việc xây dựng tượng đài không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp, đề nghị các cơ quan của hai bên làm việc cụ thể để thống nhất và triển khai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chuyển lời mời tới Thủ tướng Hy Lạp sớm thăm chính thức Việt Nam. Được tin đợt lũ lụt vừa qua tại Iran khiến cho nhiều người thiệt mạng và mất tích, hôm nay ngày 1 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ibrahim Raisi. Ngay sau khi được tin, ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh là đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc. Thưa quý vị, và Bộ Công an cũng vừa đưa ra thông tin chính thức về vụ cháy quán karaoke khiến cho ba chiến sĩ hy sinh ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Vào khoảng 13 giờ 11 phút ngày 1 tháng 8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy và quận Đống Đa lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Quá trình tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hy sinh, gồm đồng chí Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng chí Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và binh nhất Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, tất cả thuộc Công an quận Cầu Giấy. Sau khi nhận được tin báo về tính chất phức tạp của vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Đến 14 giờ 15 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết hợp trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ và Ủy ban Nhân dân 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đông công nhân, người thu nhập thấp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế xã hội, là trách nhiệm của nhà nước, của xã hội và của người dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, nghiên cứu tổ chức một đầu mối để giảm thủ tục hành chính trong thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ lao động, công nhân trong các doanh nghiệp và người có thu nhập thấp. Theo Thủ tướng, cùng với phát triển nhà ở xã hội, cần xây dựng và hoàn thiện quy định về phát triển các khu nhà trọ với quy chuẩn, điều kiện về không gian, vệ sinh, môi trường phù hợp, ngày càng văn minh. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực, hiệu quả hơn trong phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành địa phương tổ chức rà soát các dự án nhà ở xã hội, quy hoạch, quỹ đất, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp, báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 8. Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành xây dựng dự thảo trình Chính phủ trong tháng 8, đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội dành cho các đối tượng từ nay đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Đề nghị các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất, bằng trí tuệ, tâm huyết để ngày càng nhiều công nhân, lao động, người có thu nhập thấp, có chỗ ở, an cư, lạc nghiệp. Tại Hà Nội, hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc gặp mặt và trao kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 1930, mùng 1 tháng 8 2022. Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương dự cuộc gặp mặt. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 92 năm qua, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1930, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó. Những thắng lợi mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng như thành quả có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, điều có ý nghĩa quyết định là phải luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo bảo đảm đủ số lượng và chất lượng tốt, trong đó coi trọng chất lượng hơn số lượng, phải vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tuyên giáo của Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, thời gian tới, toàn ngành tuyên giáo cần chủ động tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy Đảng các cấp, các giải pháp về công tác tuyên giáo, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Các đại biểu dự lễ kỷ niệm đã cùng ôn lại những chặng đường đã qua, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành tuyên giáo, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành tuyên giáo phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tuyên giáo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thưa quý vị, chặng đường 92 năm qua, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Ngày 1 tháng 8 năm 1930, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên Ngày Quốc tế đỏ mùng 1 tháng 8. Và ngày này đã trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị khóa 8 quy định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Trong suốt 92 năm qua, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2022, công tác tuyên giáo đã tích cực góp phần vào đổi mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần mở rộng dân chủ, khơi dậy khát vọng dân tộc, xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên giáo đã đóng góp tích cực vào thành công của các sự kiện trọng đại của đất nước trong thời gian qua, như Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau Đại hội Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương tổ chức sớm hơn các nhiệm kỳ trước Hội nghị Toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bằng hình thức trực tuyến, với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia, đông nhất từ trước tới nay. Ngay từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, ngành tuyên giáo đã phát huy vai trò tiên phong, đi trước, mở đường, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời đưa ra phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách, phù hợp với diễn biến dịch bệnh của từng giai đoạn và thực tiễn của đất nước. Từ đó góp phần tạo sự đồng thuận, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của mọi người dân và toàn xã hội, thích ứng linh hoạt và an toàn với đại dịch, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Với phương châm, tuyên giáo đi trước, đi cùng, hướng mạnh về cơ sở, toàn đảng làm công tác tư tưởng. 92 năm qua, ngành tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên động lực tinh thần mới, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng năm 2022 của Việt Nam đạt hơn 32 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái, và kết quả này đã cho thấy những nỗ lực phục hồi sản xuất trong bối cảnh nguyên liệu đầu vào tăng và lạm phát toàn cầu. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam ước đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2021, thủy sản đạt hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 34%. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,2%. Gạo đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 9%. Cà phê đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 46%. Cao su đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%. Gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, tôm, cá tra và gạo là 5 mặt hàng có thặng dư thương mại 7 tháng cao nhất. Cán cân thương mại các nhóm còn lại đều ở trạng thái thâm hụt. Bên cạnh đó,
về thị trường xuất khẩu Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt gần 8,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 26,8% thị phần. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, ứng dụng Zalo sẽ hạn chế một số tính năng của người dùng phổ thông. Để có thể sử dụng thoải mái thì người dùng cần phải mua một trong ba gói trả phí gồm Standard, Pro và Elite. Thay vì mở rộng dịch vụ để áp dụng cho thuê bao và giữ nguyên những gì vốn có trên bản miễn phí như nhiều ứng dụng OTT khác đang làm, Zalo bóp khá nhiều tính năng đối với phiên bản không sử dụng gói thuê bao. Cụ thể là nếu như không sử dụng bản trả phí, người dùng sẽ bị giới hạn danh bạ tối đa chỉ 1.000 liên hệ. Ngoài ra thì tài khoản thường còn gặp những hạn chế như là mỗi tài khoản chỉ được trả lời tin nhắn từ người lạ 40 tin mỗi tháng, sẽ không sử dụng được username, chỉ có 5 tin nhắn nhanh. Bên cạnh đó thì người lạ cũng sẽ không thể xem hoặc là bình luận trên nhật ký, số lượng tìm kiếm người khác qua số điện thoại cũng giới hạn còn 40 lần. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan tới hành vi sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận là đã thiết kế giao diện giả của một số ngân hàng, giả danh nhân viên gọi điện để liên lạc tư vấn khách hàng, thông báo tài khoản của họ đang gặp sự cố, chuyển nhầm tiền hoặc là bị khóa. Sau khi có các thông tin tài khoản thì nhóm đối tượng này sẽ chuyển tiền của người bị hại sang tài khoản khác. Từ năm 2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng của nhiều người trên cả nước. Thưa quý vị, là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người trên biên giới, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng các nước có chung đường biên giới, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung vì một xã hội không có tội phạm mua bán người. Cà Thị Đoàn là một trong những nạn nhân may mắn được Bộ đội Biên phòng giải cứu kịp thời trước khi bị đưa qua biên giới. Chuyện xảy ra đã khá lâu, nhưng những ký ức ám ảnh vẫn hiện về khiến cô không khỏi rùng mình. Đó là một buổi sáng cách đây hơn 2 năm, một người chị tên là Tâm có rủ em đi chơi, em đồng ý và không nghi ngờ gì cả. Rồi hai chị em đi xe taxi, đi xa lắm, em cũng không biết là đi đâu. Em có hỏi thì chị Tâm bảo là đi gặp bạn. Mãi đến ngày hôm sau, khi đến khu vực cửa khẩu Quảng Ninh thì em mới biết là em bị lừa đem bán. Còn đây là hai đối tượng đã lừa bán một nạn nhân qua khu vực mốc 359, bán với giá 5 vạn nhân dân tệ, được Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ. Đáng chú ý, đối tượng nữ từng là nạn nhân, sau khi trốn được về Việt Nam lại tìm đối tượng trước đây đã từng bán mình để đòi tiền bồi thường và móc nối với kẻ xấu đưa người sang bên kia bán. Khi phát hiện được các cái dấu hiệu của các đường dây mua bán người, chúng ta xác lập chuyên án, sau đó thì ta sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và mật phục bắt đối tượng. Khi đối tượng đưa dẫn nạn nhân qua biên giới, chúng ta ngăn ngừa, giải cứu được nạn nhân khi người ta chưa bị mua bán ra nước ngoài. Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác cho người dân, nhất là đối với nhóm có nguy cơ cao, phụ nữ và trẻ em gái, huy động sự vào cuộc của toàn dân trong việc đấu tranh tố giác tội phạm, triển khai các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ nạn nhân ổn định cuộc sống khi trở về địa phương. Thưa quý vị, trong những đại án tham nhũng gần đây thì chúng ta thấy có không ít doanh nghiệp tư nhân có mối quan hệ mật thiết với không ít cán bộ và các cơ quan nhà nước. Từ thực tế đó, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó thì yêu cầu mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, khẩn trương rà soát khắc phục những sơ hở, bất cập trong đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, chứng khoán. Và đây được coi là cách thức để loại bỏ tình trạng sân trước, sân sau, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng. Trong đại án Việt Á, nhiều cán bộ cấp cao đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy, doanh nghiệp này đã nhận được sự đỡ đầu, lót đường từ 3 cơ quan lớn gồm Học viện Quân y, Bộ Khoa và Công nghệ, Bộ Y tế để thuận lợi cho việc đưa vào thị trường kit test COVID-19. Họ đi thuê và chả có kho bãi nhà xưởng kìa, cái chẳng có nhân viên gì cả, rất là ít đấy, nhưng mà chủ yếu là thương mại, mặc dù là đăng ký doanh nghiệp sản xuất và với cái hình ảnh là doanh nghiệp sản xuất đấy, và từ đó chúng ta thấy rằng là nó xảy ra hiện tượng là
cái việc quản lý doanh nghiệp là lỏng lẻo, và đặc biệt là xét duyệt cái hồ sơ dự thầu là không chặt chẽ, dẫn đến những doanh nghiệp ma biến thành những doanh nghiệp gọi là có thương hiệu, có uy tín, có năng lực để tham gia dự thầu. Nó bẻ cong các cái môi trường đầu tư cũng như là môi trường sản xuất kinh doanh, các cái chính sách mà ưu đãi của nhà nước. Và như vậy rõ ràng nó làm cho cái chính sách không còn đúng với thực tiễn nữa. Loại hình doanh nghiệp với những quan hệ như vậy thường được gọi là doanh nghiệp sân sau, không khó để nhận diện. Thế nhưng trên thực tế vẫn chưa bị điểm mặt gọi tên. Muốn loại bỏ nó, cần có quyết tâm chính trị cao đi cùng với các biện pháp đồng bộ về nhiều mặt. Tổ chức kiểm tra theo kê khai tự giác và đồng thời phát triển mạnh những cái hình thức tố giác tội phạm hoặc là tố giác đường dây nóng để mà lần theo các cái thông tin mà kể cả ẩn danh, tăng cường thanh tra kiểm tra chính thức, bám sát vào các mối quan hệ về mặt sở hữu, bám sát mối quan hệ mặt dòng vốn, bám sát mối quan hệ về các cái quan hệ thân tộc để từ đó tìm ra thành sơ sau. Nếu mà chúng ta mà số hóa được từ cái việc mà chúng ta phản hồi cái chính sách, nó vừa nhanh chóng vừa thuận lợi, nhưng đồng thời nó lại cũng đảm bảo cho các cái doanh nghiệp không quá lo ngại cái việc mà các cái doanh nghiệp sân sau họ giành cái quyền nó không bình thường trong cái quá trình đấu thầu hoặc là trong cái việc mà được hưởng các cái điều kiện ưu đãi của các cái quá trình đầu tư xây dựng. Mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, trước hết cần tập trung vào các doanh nghiệp có biểu hiện là sân sau của một số cá nhân tổ chức nào đó để phanh phui, làm rõ và xử lý triệt để, để không còn mảnh đất dung dưỡng cho tham nhũng tiêu cực nảy nở và phát triển. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin của phần tin trong nước.